Rồi thôi chúng ta bắt đầu làm việc. Chúng ta đi vào tìm hiểu cái nhóm tín ngưỡng tôn giáo mà thường ta gọi là Ấn Độ giáo. Thứ nhất, về cái khái quát chung, thật ra Ấn Độ giáo là một cái cách gọi, nó để chỉ một cái nhóm tín ngưỡng ở trên cái lục địa Ấn Độ. Ấn Độ nguyên trước đây đó, trước khi người Anh trao trả độc lập năm 47, quốc gia Ấn Độ nó rộng hơn Ấn Độ bây giờ, nó gồm cả hai cái nước Đông Hồi và Tây Hồi, tức là Pakistan và Bangladesh. Sau khi năm 47 người Anh trả độc lập cho nhà nước Ấn Độ thì lại là chia cái đất nước Ấn Độ ra làm ba cái quốc gia, kể cả cái vùng đất mà hiện nay nó là một cái nhà nước, một quốc gia, cái Bhutan. Trước đây nó cũng là một cái xứ nó thuộc của Ấn Độ luôn. Thì cũng như các phần đầu chúng ta trao đổi, Ấn Độ là một trong những cái nôi văn hóa lâu đời của nhân loại, đặc biệt ở cái vùng châu Á, là hai cái nền văn minh Ấn Trung, là Ấn Độ và Trung Hoa. Trên cái đất nước Ấn Độ, Ấn Độ hiện nay có một cái diện tích gấp hơn 10 lần cái nước mình, tức là khoảng 3.300.000, tôi nhớ 3.200.000 km vuông, mình có 300.000 km vuông thôi. Và Ấn Độ là một cái đất nước mà có thể nói là nhiều cái thổ ngữ địa phương nhất trên thế giới. Người ta tính Ấn Độ có khoảng trên dưới 800 cái ngôn ngữ khác nhau. 800 ngôn ngữ khác nhau. Hiện nay, vì nó là một cái tiểu lục địa, nó khá là rộng. Nó giáp cả biển, nó giáp cả dải Hy Mã Lạp Sơn. Nó giáp với cái vùng, một cái nền văn hóa lớn nữa là Trung Hoa. Do vậy Ấn Độ cũng là một cái đất nước mà có một cái lịch sử về tín ngưỡng thuộc cái loại lâu đời nhất trên thế giới. Ngày nay người ta thống kê trên cái đất nước Ấn Độ là những cái người dân trên cái đất nước Ấn Độ hiện nay, Cộng hòa Ấn Độ hiện nay, thì có khoảng trên 80% dân số là có theo cái hệ tín ngưỡng trong cái nhóm các cái tôn giáo gọi là Ấn Độ giáo. Trên 80%. Ấn Độ hiện nay trên 1 tỷ dân là đâu có gì. Và cái tôn giáo mà có chiếm một cái số lượng tín đồ lớn nữa đó là Hồi giáo. Hồi giáo chiếm khoảng 14-15%. Còn lại các cái tôn giáo như là Thiên Chúa giáo hay là Tin Lành, vân vân, thì cũng có mặt trên Ấn Độ, nhưng mà tỷ lệ rất là nhỏ, chỉ có mấy phần trăm dân số thôi. Riêng Phật giáo là cái tôn giáo mà sinh ra từ cái đất nước này, nhưng lại có một cái số lượng tín đồ chưa tới 1% dân số. Tôi bây giờ tôi không biết, nhưng mà cách đây khoảng 10 năm thì tôi biết. Ấn Độ đâu có cái trường đại học Phật giáo. Mình đây còn có cái viện Phật học Việt Nam này chứ. Ấn Độ chỉ có một cái khoa triết học ở trong một cái trường đại học tổng hợp, chứ không phải là một cái trường đại học Phật giáo. Còn mấy năm sau này nữa thì tôi không biết nha. Chứ là tôi nói là trước năm 2006. Còn sau này thì có
riêng cái trường là trường một trường đại học cho Phật giáo không mà tôi không biết nha. Vì vậy đến Ấn Độ là những cái người tín đồ của Phật giáo mình thấy mình rất là buồn. Đi đến các nơi đó chỉ còn là những cái nơi đó là Phật, là nơi là dấu tích của đạo Phật. Dấu tích của đạo Phật. Chỉ có cái chỗ là Bồ Đề Đạo Tràng thì tôi thấy là nó còn tương đối nó hoàn thiện, còn các nơi khác là nó hư hết. Rồi bây giờ cũng có một số nơi họ phát triển du lịch chứ họ không phải là họ phát triển là cho Phật giáo đâu. Chính phủ nó phát triển cái du lịch. Cho nên nó cho đầu tư trở lại những cái Phật tích để thu hút du lịch tâm linh của các cái nước mà theo có cái tín đồ Phật giáo đông, như là Sri Lanka, như là Miến Điện, như là Thái Lan, như là Việt Nam, Campuchia, đúng không? Ấn Độ về mặt địa lý nó thuộc cái khu vực Nam Á, phía Bắc thì nó giáp Trung Quốc, Bhutan, Nepal, Đông thì giáp Miến Điện, Bangladesh, Tây Bắc thì giáp Pakistan, Afghanistan. Còn phía Đông Nam thì nó giáp với Đông Nam, xin lỗi, Tây Nam thì nó giáp về cái Ấn Độ Dương. Trước đây Ấn Độ nó là thuộc địa đầu tiên, nó là thuộc địa của Hà Lan chứ không phải thuộc địa của Anh đâu. Mình đi rồi mình thấy mình tức. Năm 95 tôi qua Hà Lan, lúc đó nó có mười mấy triệu dân nè. Cái diện tích nó chừng bằng 1/5 của Việt Nam nè. Mà lúc đó nó đi chiếm cả Ấn Độ, rồi chiếm cả Nam Phi đó, cũng là thuộc địa của Hà Lan. Vì nó phát triển được cái tàu hơi nước đó, tàu sắt đó, súng. Rồi nó vậy đó. Nhỏ xíu mà nó đi cướp nước người ta vòng hết trơn. Mà đất nước nó đâu phải con lành đâu, nước nó thấp chí mặt biển hơn cả thước. Xung quanh nó là cái đê hết trong nước. Cái nước Hà Lan là nó thấp hơn mặt biển. Mà vậy mà nó đi cướp nước vòng lên thế giới. Thì tới năm 1947 Ấn Độ mới là chính thức được trao trả độc lập qua một cái cuộc đấu tranh mà nó khác lại với quan điểm của ông Marx, ông Lenin. Cái nãy là đấu tranh bằng bạo lực, phải bằng bạo lực để cướp chính quyền, thì đấu tranh Ấn Độ bất bạo động mà họ giành lại độc lập bằng một cái phương pháp, đó là bất hợp tác. Bởi vì người Anh họ đã chiếm Ấn Độ từ giữa thế kỷ thứ 19, cho nên đã hơn cả trăm năm ở trên đất nước này. Cho nên họ đã xây dựng một cái bộ máy cai trị hoàn thiện trên cái đất nước Anh, và họ sử dụng phần lớn là cái người bản địa. Quý vị nhớ năm 45 mình cướp chính quyền, 2 tháng 9 Bác Hồ tuyên bố độc lập, thì ngày 23 tháng 9 là ở Nam Bộ là ra lời kêu gọi là Nam Bộ kháng chiến. Tức là chỉ có 3 tuần lễ sau Pháp trở lại. Pháp trở lại mà từ ở bên Pháp mà nó đi vòng qua đây là xa lắm, mấy tháng mới tới, đi biển mà. Cho nên nó mượn lính của Anh ở Ấn Độ qua. Cho nên những cái lực lượng mà nói rằng là quân Pháp trở lại để đánh Việt Minh sau năm 45 ở Sài Gòn đầu tiên ấy, vào khoảng là 23 tháng 9 là nổ súng chính thức là Nam Bộ kháng chiến, thì khoảng là mười mấy tháng 9 thôi, tức là chừng 2 tuần lễ sau ngày tuyên bố độc lập, là có mặt quân của Pháp dưới danh nghĩa là quân Pháp nhưng thực sự là quân Ấn, Anh Ấn, tức là Pháp mượn cái quân của Đế quốc Anh ở trên Ấn Độ qua bên đây cho nó gần, mấy tiểu đoàn qua liền. Nhưng tới năm 47 thì Ấn Độ đã đấu tranh và giành độc lập với cái phong trào là bất bạo động. Cho nên là họ kéo dài như thế là cả năm trời liên tiếp, lính không vô trại cầm súng, tài xế không chạy xe,
Bác sĩ y tá không vô bệnh viện, cô giáo không vô trường học, người buôn bán ngoài chợ không ra chợ, công sở không ai đến, nghĩa là chết ngắt liền. Cuối cùng là nữ hoàng Anh, cái nhà nước Anh nó phải tuyên bố là trả độc lập cho Ấn Độ, với cái điều kiện là Ấn Độ là thành viên của cái là cộng đồng nói tiếng Anh, của tức là trong cái Liên Hiệp Anh. Vì vậy lúc ban đầu Ấn Độ vẫn là một cái nước mà có chung một cái hoàng đế là nữ hoàng Anh. Nhưng mà sau đó tổng tuyển cử tách thẳng ra luôn. Hiện nay có những nước trước là của Anh mà giờ là độc lập mà còn chung một nữ hoàng, tức là chung một vua, là nước nào? Vì nhớ không? Vì nước Anh á. Úc là một cái nước độc lập hoàn toàn, nhưng mà Úc theo chế độ là quân chủ. Úc có thủ tướng thôi, nhưng mà Úc không có quốc trưởng. Quốc trưởng của Úc là nữ hoàng Elizabeth của Anh. Vì Úc trước đây là của Anh, sau khi nó đã độc lập, nhưng mà với điều kiện nằm trong khối Liên Hiệp Anh, độc lập gì đó, nhưng mà về mặt là danh chánh ngôn thuận trên quốc thể thì nữ hoàng, vua của nước Úc là vua của Anh, cho nên nữ hoàng Anh cũng là vua của nước Úc. Cho nên ở trên nước Úc hiện nay vẫn có một cái người coi như là phái viên của nữ hoàng đặt ở thủ đô Canberra của Úc, coi như là thay mặt vua. Mặc dù tất cả cái đó chỉ là hình thức thôi, nhưng mà nó vẫn duy trì. Thì nước Anh đã giành độc lập bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 47, và sau đó, sau khi bầu cử, tổng tuyển cử gì gì đó, họ chính thức họ thành lập một cái nước Cộng hòa Ấn Độ có tổng thống riêng, chứ không phải theo cái nước quân chủ như là Vương quốc Anh. Ngày quốc khánh của Ấn Độ là 26 tháng 1 năm 1950. Ấn Độ không có quốc đạo, nhưng mà Ấn Độ là cái nôi của cái văn hóa và cái nôi của cái hệ tín ngưỡng đa thần. Và hiện nay trên đất nước Ấn Độ cũng có các cái tôn giáo lớn trên đất nước Ấn Độ. Hiện nay trên đất nước Ấn Độ người ta tính là có 6 cái tôn giáo chính trên đất nước Ấn Độ. Như nói nãy, cái nhóm trong Ấn giáo chiếm hơn 80%, khoảng 81%. Nhóm Hồi giáo 13, nhóm Thiên Chúa khoảng 2, nhóm Đạo Sikh là 1, nhóm Đạo Thiền là 1, nhóm của Phật giáo là khoảng là 0,80-75%. Trong 800 cái ngôn ngữ bản địa, hổ ngữ Ấn Độ, thì hiện nay nhà nước Ấn Độ công nhận 19 cái ngôn ngữ trên đất nước Ấn Độ. Mặc dầu người Pháp họ cai trị ở đây là hơn 100 năm và họ đã sử dụng tiếng Anh là phổ thông trong cái giáo dục, cho nên là phần lớn người Ấn Độ là biết tiếng Anh. Ngoài tiếng Anh thì người Ấn Độ còn công nhận 19 cái thứ tiếng trong cái giao dịch, trong các cái văn bản. Nhưng trong này thì hiến pháp công nhận cái tiếng Hindu là ngôn ngữ chính thức trong cái làm việc. Hiện nay người ta tính có khoảng là trên dưới 400-500 triệu dân Ấn Độ sử dụng tiếng Hindu. Và lịch sử Ấn Độ theo các cái ngành nghiên cứu khảo cổ, thông qua các cái di chỉ mà người ta có thể là khai quật tìm được, người ta cũng xác định là Ấn Độ đã có trên, cái nền văn hóa Ấn Độ đã có trên 5.000 năm. Mà trong đó cái triều đại mà hưng thịnh nhất là triều đại Ashoka, tức là mình hay nói trong Phật, mình nói là triều đại của vua A Dục á, tức là khoảng thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên. Từ cuối thế kỷ thứ 15
tức là khoảng năm 1400 mấy mươi trở về sau đó, thì người châu Âu bắt đầu là chiếm Ấn Độ. Đầu tiên là ở phía Nam Ấn, Nam Ấn là Đông Nam, Tây Nam nước Ấn, tức là dọc theo cái biển ở dưới này. Người đầu tiên chiếm Ấn Độ đó là Bồ Đào Nha vào khoảng giữa thế kỷ thứ 15, 1450 mấy 60. Sau đó tới người Hà Lan. Người Hà Lan chiếm và cai trị Ấn Độ cũng khá lâu. Sau đó tới người Pháp và người Anh chính thức là cai quản trên toàn lãnh thổ Ấn Độ từ năm 1858, tức là cùng một năm với Pháp đánh với mình. Tức là lúc đó những cái nước đế quốc đại dương này, từ là Anh nè, Pháp nè, Hà Lan nè, Tây Ban Nha nè, Bồ Đào Nha nè, năm thằng lớn nè, năm thằng mà đế quốc đại dương chính nè, nó chia nhau cái thuộc địa trên trên cái trái đất này. Cho nên là Pháp, Hà Lan đồng ý là rất ra khỏi Ấn Độ, giao hết cho Anh Đông Dương, thì Anh đừng có nhúng vô nữa, để Pháp, Indonesia để Hà Lan, tức là nó chia ra. Chúng ta thấy, qua nghiên cứu chúng ta thấy, trên cái đất nước Ấn Độ có bốn cái tôn giáo lớn được khai sinh ngay trên cái mảnh đất này, tức là cái Kỳ Na giáo, cái đạo Sikh, đạo Hindu và đạo Phật. Bốn cái tôn giáo lớn mà nay ảnh hưởng ra bên ngoài, chứ nó không phải chỉ còn giới hạn ở trên cái đất nước Ấn Độ. Và chúng ta thấy các cái tôn giáo Ấn Độ có thể là thời gian rồi là quy mô ảnh hưởng nó khác nhau, nhưng có thể chia làm hai loại. Một cái loại đa thần và cái loại hữu thần. Cái tôn giáo Ấn Độ chia làm hai loại, một cái loại đa thần, loại hữu thần. Chúng ta thấy cái loại hữu thần là tin vào cái quyền năng sáng tạo ra vũ trụ và sáng tạo ra cái con người này là từ Thượng Đế, từ những cái đấng tối cao. Mà đại biểu cho cái nhóm hữu thần này đó là cái nhóm của Ấn Độ giáo, nhóm Ấn Độ giáo. Còn quan điểm của cái phái mà vô thần thì họ tin vào cái quyền năng, họ không tin, thì không tin vào quyền năng của Thượng Đế, không có Thượng Đế, mà chỉ tin vào cái khả năng tự tạo ra của con người. Mà đại diện đó là cái Phật giáo. Kỳ Na giáo cũng vậy, nhưng mà Kỳ Na giáo sao nó cũng chẻ ra nhiều nhóm, thì cũng có cái nhóm là tin vào cái hữu thần. Đó là cái khái quát chung về các cái vấn đề tín ngưỡng. Giờ đi vô các cái tôn giáo cụ thể trong cái nhóm Ấn Độ giáo. Cái thứ nhất là Ấn Độ Phệ Đà. Ấn Độ Phệ Đà. Ấn Độ Phệ Đà. Thì người ta xác định có thể là cái hệ tín ngưỡng này có trước công nguyên khoảng một trên dưới 2000 năm. Trước công nguyên. Tín đồ cái khu vực này là chủ yếu là cái khu vực ở miền Tây Bắc. Tây Bắc tức là hướng bên Pakistan, hướng bên hiện nay đó. Phía Bắc ở trên. Đây là những cái cư dân sống ở các cái miền thảo nguyên, sống bằng cái cuộc sống du mục. Và nếu nói xem xét về cái mặt là phân tích đầy đủ yếu tố để nó gọi là một tôn giáo, thì đây là một cái tôn giáo loại cổ xưa nhất, có đầy đủ yếu tố để là một cái tôn giáo. Ví dụ như là có tín ngưỡng niềm tin, có giáo chủ, có giáo lý, có kinh lễ,
có hệ thống là thầy tu truyền đạo, rồi có tín đồ. Từ cái kinh lễ, rồi những cái giáo lý giảng dạy, những cái phương pháp giáo dục các việc kia. Cho nên ta có thể nói là cái đạo Ấn Độ Phệ Đà là một cái tôn giáo đa thần và là cổ xưa nhất. Kế đó là cái Bà La Môn giáo. Bà La Môn, quý vị chú ý cho cái này, tôi nói theo quan điểm của cá nhân nha, ai nói lợi bị người khác rầy ráng chịu. Thì trước đây tôi có, nhiều như tôi có kể gì nghe, khi tôi giảng mấy cái này, đặc biệt là giảng các tín ngưỡng bản địa, thì một ông sư tôi thấy ông phát hành đĩa cũng nhiều lắm, ông học xong xét cái bài tôi giảng, ông về với miền Tây ông giảng. Ông giảng xong cái ông bị mấy cái ông ở đạo Hòa Hảo là dí rượt, coi như là truy sát. Ông chạy giọt lên Sài Gòn, bên kia ban đại diện của Phật giáo Hòa Hảo gửi những cái giác thư ra trên cho cái ban lãnh đạo của cái Phật giáo Việt Nam, đề nghị phải xử ông này. Ông này ông xách ra, ông nói cái này là tôi nghe thầy Hạnh giảng, tôi lấy ra tôi giảng, là tại sao mà ông Hạnh giảng không ai nói gì. Tôi nói tôi giảng với quan điểm của tôi, mà tôi không phải là cái người tu. Tôi nói rõ tôi không có đi tu, tôi chỉ là cái người nghiên cứu. Tôi nói những cái tôi nghiên cứu và tôi tổng hợp lại, tôi nhận xét nó như vậy. Còn anh đi tu, anh xách nó ra anh nói, cái ông đạo kêu nói anh mặc áo thầy chùa, ông vô nói xấu đạo tôi, là ông chết trong liền. Còn tôi nói đây không ai nói tôi nói xấu đạo nào trơn. Tôi nói những cái chuyện nó vậy đó. Nên thử ra là theo tôi đó, cái quan điểm Bà La Môn giáo là cực kỳ ác, ác gấp trăm lần luôn cái chế độ phân biệt chủng tộc. Lát tôi nói quý vị nghe, nói đó là đụng chạm người khác. Thật ra Bà La Môn giáo nó là một cái bước phát triển tiếp theo của cái đạo là Ấn Độ Phệ Đà. Cái kiểu như là cái Hồi giáo, nó cũng là cái bước phát triển sau của cái Thiên Chúa giáo, mà Thiên Chúa giáo nó cũng là cái bước phát triển sau của cái Do Thái giáo. Cho nên quý vị thấy là Do Thái giáo nè, Chánh Thống giáo nè, Anh giáo nè, Thiên Chúa giáo nè, Tinh Lành nè, Hồi giáo nó cùng có một chỗ một, và cùng có một một vị thần gọi là Thiên Chúa. Cái sự phát triển của Ấn Độ Phệ Đà theo cái hướng là chắc lọc thuần khiết. Khi mà tế lễ, hành lễ, tức là ông loại dần ra người nào được đứng ở hàng nhất, hàng nhì, người nào được vô, người nào không được vô, nam là nữ thì không vô, tất cả những cái đó, tức là ông loại dần. Thì cái Phệ Đà ông loại dần lên, tính dần lên, trở thành, biến dạng dần trở thành cái Bà La Môn giáo. Thì như vậy cái Bà La Môn giáo nó xuất hiện khoảng là trên dưới trên 1.000 năm trước công nguyên. Tức là nó sau cái Phệ Đà khoảng cả 1.000 năm. Trong giai đoạn này thì cái Ấn giáo Phệ Đà nó cũng gọi là Bà La Môn giáo. Nhưng mà khi nó phát triển, nó tinh lọc lên nữa, coi như nó lượt bớt lên nè, tức là không có để tạp nhạp đưa lên nè, thì nó trở thành cái Bà La Môn giáo chánh thống. Và đây là cái nền, cái xuất phát điểm, cái phân chia đẳng cấp trong cái xã hội Ấn Độ cho tới ngày nay. Cái Bà La Môn, nghèo là nghèo, kiết xác, giàu là giàu, cũng là trên đầu trên cổ người ta đó. Thứ ba là cái Tỳ Thấp Nô. Tỳ Thấp Nô thật ra nó khởi đầu, nó là một cái phong trào giải phóng, nó khởi đầu là nó đồng hóa các cái vị thần thánh trong cái Phệ Đà, trong cái Bà La Môn giáo.
vào khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau Công Nguyên, tức là nó ngang ngang với cái thời của Phật. Nó thờ thần mặt trời, tức là ông kia, ông này, ông gom mấy ông kia lại, ông thờ thần mặt trời. Mà trong đó hắc thần là hiện thân của Tỳ Thấp Nô. Thật ra nói là tôn giáo độc thần hay chưa thì không phải. Nó vừa có cái ý tưởng độc thần, nhưng mà nó vừa có cái là tập hợp các thần khác lại. Đó là một cái dạng, nó phát triển dần lên. Như vậy là từ cái Ấn Độ Phệ Đà tới Bà La Môn tới Tỳ Thấp Nô, tới phát triển tiếp nữa, đó là tôn giáo bắt đầu là cái nhất thần, độc thần, nó phát triển. Đó là Ấn giáo Thấp Bà. Thấp Bà. Trong Ấn giáo Thấp Bà, cái khác biệt với các cái tôn giáo kia là người ta đề cao cái độc thần theo cái hệ nhất thần, chứ không có thờ tụng lung tung. Nhưng mà ý muốn thì như vậy, nhưng mà trên thực tế cái xã hội Ấn Độ nó minh mông chi địa như vậy, ngôn ngữ như vậy, văn hóa nó như vậy, cho nên không phải dễ gì. Vì vậy đây là cái sự nỗ lực bước đầu của cái tôn giáo mà họ hình thành một ý tưởng độc thần. Và nó đã có một cái sức mạnh nhất định, tập hợp được, ảnh hưởng được ở những cái vùng đông đúc dân cư. Nhưng mà ở những cái vùng xa, ở những cái vùng là hẻo lánh, thì cái thờ các cái thần linh theo cái tập tục của người ta từ ngàn năm nay nó vẫn còn. Cho nên cái Tỳ Thấp Nô nó vẫn còn phát triển, các cái Bà La Môn hay các cái Phệ Đà nó vẫn còn phát triển. Vì vậy cái Ấn giáo Thấp Bà này nó cũng chỉ ảnh hưởng mạnh ở một số cái khu vực. Cho nên trong giai đoạn đó, trong cái Thấp Bà giáo này, nó vẫn có những cái nhánh mà họ vẫn còn thờ thần này thần khác, tức là vẫn còn đa thần. Tiếp theo đó tới cái Ấn giáo Tính Lực. Tính Lực, tất cả cái này là Ấn giáo hết đó nha, tất cả này Ấn giáo hết nha. Ấn giáo Tính Lực. Ấn giáo Tính Lực nó bắt đầu nó phát triển một cái kiểu nữa, là bắt đầu phát triển thờ cái nữ thần. Thế thì từ đầu Công Nguyên, cái Tính Lực giáo này nó mới trộn vô cái Thấp Bà giáo. Và sau đó nó được cái hỗ trợ của cái ý tưởng của Bà La Môn giáo để tạo điều kiện nó phát triển. Thì hiện nay cái Tính Lực giáo vẫn giữ một vị trí rất là quan trọng ở một cái số vùng, như là cái vùng giáp với cái phía Bangladesh. Trước đây thì các cái nữ thần này kia nọ ít có xuất hiện, nhưng mà bắt đầu cái Ấn giáo Tính Lực xuất hiện. Rồi tới cái tiếp theo nữa là Ấn giáo Bất Nhị. Bất Nhị, tức là Ấn giáo Bất Nhị này là nó cũng xuất phát từ cái Ấn giáo Phệ Đà, nó phát triển thành một cái giáo phái riêng biệt từ khoảng năm thế kỷ thứ 7 cho thế kỷ thứ 9 sau Công Nguyên. Thì đây là một cái hệ thống lý luận tín ngưỡng, nó dựa trên cái nền của cái Ấn giáo Phệ Đà. Và nó phát triển thêm, đặc biệt đi vào các cái lĩnh vực mà phân tích của khoa học. Thì số này nó bắt đầu nó có ảnh hưởng trong cái nhóm mà trí thức, trong nhóm trí thức.
Tới cái nữa là Tân Ấn Độ Giáo. Tân. Quý vị chú ý cho hai cái nhóm này là cái này. Tân Ấn Độ Giáo nó khởi đầu, nó không phải là một tôn giáo, mà khởi đầu nó là một cái phong trào cải cách của những cái người trí thức làm việc trong các cái bộ máy cai trị của thực dân. Thì khi thực dân nó chiếm rồi, nó phải tạo, nó đào tạo ra một lực lượng trí thức bản địa để mà là làm cái công cụ, cái bộ máy cho nó. Thì những người trí thức này họ lớn lên từ cái văn hóa Ấn Độ, nhưng mà họ cũng được học cái nền văn hóa của Anh, nền văn hóa của Anh. Cũng như những người trí thức Việt Nam mà sau khi đi qua Pháp du học về bắt đầu mới làm kháng chiến rồi đó, như ông Nguyễn An Ninh, như là các ông là luật sư Nguyễn Hữu Thọ rồi vân vân, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch rồi đó, toàn là những người được đào tạo Pháp hết. Trần Nhân Giàu rồi này kia là toàn những người được đào tạo Pháp hết. Nhưng mà khi ta thấy được cái ý thức được cái dân tộc mình ta bị mất, ta tính cái cách người ta để mà đấu tranh giành độc lập, cho nên nó kết hợp cái văn hóa của bản địa và cái ý tưởng dân chủ của phương Tây, thì cái nhóm này cũng nhiều như vậy. Tức là đây là cái nhóm đòi canh tân, đòi cải cách, xuất phát từ những người trí thức mà được đào tạo từ Anh, và sau đó nó phát triển lên thành một cái phong trào đòi giành độc lập, phát triển lên thành phong trào đòi giành độc lập. Nó xuất hiện từ cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, đặc biệt phổ biến trong cái giới thượng lưu trí thức. Họ tập hợp những cái người yêu nước, những cái người hiểu biết về luật pháp, và họ dung hợp các cái truyền thống văn hóa của cái đất nước Ấn Độ này. Và để làm được cái đó thì người ta phải tính cái chuyện phải đưa ra một khái niệm về tôn giáo, chứ nếu không nó chỉ dừng lại ở cái giới này, dừng lại ở cái nhóm kia, nó dừng lại ở cái địa phương nọ, mà nó không tập hợp được cái đại chúng. Cho nên người ta mới là hình thành lên một cái hệ tư tưởng dựa trên cái nền tư tưởng của các cái tôn giáo mà nó có ảnh hưởng văn hóa của đất nước Ấn Độ, để họ xây dựng một cái hệ tín ngưỡng để phục vụ cho cái yêu cầu chính trị đó. Nó gọi là Tân Ấn Độ Giáo, dựa trên nền tảng là phong tục tập quán của Ấn Độ, tín ngưỡng của Ấn Độ, và những cái khái niệm về lý tưởng, về công bằng, về dân chủ, về tự do của phương Tây. Cho nên họ dung hợp cả những cái khái niệm tín ngưỡng của tôn giáo bản địa Ấn Độ Giáo và của cái Thiên Chúa Giáo. Vì Thiên Chúa Giáo nó bắt nguồn từ phía đó. Cho nên cái nguồn gốc của nó trộn giữa cái Ấn Độ Giáo và cái Cơ Đốc Giáo, kể cả cái Hồi Giáo. Và chính lực lượng này trong một thời gian rất ngắn, họ đã phát triển rất mạnh. Họ đã phát triển rất mạnh và họ hình thành ra những cái tổ chức. Cho nên Tân Ấn Độ Giáo là một cái lực lượng nòng cốt trong cái việc giành độc lập của cái đất nước Ấn Độ vào giữa thế kỷ thứ 20, năm 1947. Như vậy chúng ta thấy trong những cái hệ lý luận của Tân Ấn Độ Giáo, nó bao hàm cả những cái văn hóa, tín ngưỡng, truyền thống của Ấn Độ Giáo đa thần. Nó bao hàm cả những cái ảnh hưởng của các cái tôn giáo ở phương Tây, như là Thiên Chúa Giáo, như là Hồi Giáo, những cái tín ngưỡng độc thần. Nó bao hàm cả những cái phương pháp, những cái hệ thống lý luận của ông Marx, ông Engels về cái đấu tranh giành độc. Cho nên nó cũng dính dấp tới cái chủ nghĩa duy vật biện chứng. Và hiện nay
Hiện nay, cái Tân Ấn Độ Giáo có một vai trò rất lớn trong cái đời sống xã hội của nước Cộng hòa Ấn Độ. Đó là khái lược về các cái tôn giáo trên đất nước Ấn Độ, gọi là nhóm các cái tôn giáo Ấn Độ Giáo. Phật giáo ảnh hưởng không đáng kể nha, quý vị nhớ kỹ cho cái đó. Phật giáo ảnh hưởng không đáng kể trong đất nước Ấn Độ. Vô trong các cái nhà thờ của đạo Ấn Độ Giáo á, mình thấy ông Phật mình cũng ngồi có ông mình, ông cũng như mấy ông khác thôi. Tức là họ thờ rất là nhiều cái ông là thánh thần trong đó, thì ông Phật cũng có chỗ thôi. Rồi, chế độ đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ. Chúng ta thấy như cái phần trình bày trên, cơ sở chung nhất của các cái hệ tín ngưỡng trên đất nước Ấn Độ, nó chia làm hai cái nhánh. Một cái nhánh là theo cái đa thần, và một cái nhánh là theo cái độc thần. Và tất cả những cái đó nó xuất phát trong từng cái giai đoạn lịch sử của đất nước Ấn Độ. Hôm rồi tôi lấy phiếu thang tính phiếu góp ý kiến, tôi thấy có một vài ý kiến mà quý cô cũng góp ý là mình nói nặng về lịch sử quá, nói ít về cái tôn giáo. Bởi vì tất cả những cái này nó dính lịch sử hết trơn. Lịch sử nó đẻ ra tôn giáo đó. Thành thử ra là ngay cả đất nước Việt Nam cũng vậy. Rồi tới đây quý vị học cái tín ngưỡng bản địa cái gì thấy rõ hơn nữa. Thành ra phải hiểu sử cho nó rõ hết. Ngay cả cái thời trước năm 75 ở Sài Gòn này rất nhiều cái đạo. Mặc dù chính quyền Sài Gòn có công nhận không công nhận gì, ví dụ đây ở Bến Tre chỗ Cầu Bắc á là cũng có cái đạo Dừa, thấy không? Đạo Dừa ngay Cù Lao á, chỗ cái hồi đó cái phà chạy từ bên này qua bên kia. Đạo Dừa. Ra Long Sơn thấy có ông đạo Trần. Nhiều lắm. Xuống ở dưới miền Tây rất nhiều cái đạo nằm, đạo nước lạnh, đạo gì đủ thứ đạo. Tình thế càng nhiễu nhương thì tôn giáo đạo nó càng xuất hiện, cho nên nó không có tách rời khỏi lịch sử. Thì vậy chúng ta thấy theo hai cái nhánh chính, một cái đa thần và một cái độc thần. Nhưng mà chúng ta thấy một cái điều là có cái thì rõ ràng, có cái thì nó cũng mang gián dấp. Tất cả các cái tín ngưỡng đó ở trên nước Độ nó mang gián dấp là một cái thừa nhận chung, tức là có cái sự luân hồi. Kể cả cái ông đa thần và ông độc thần, tức là họ thừa nhận cái hiện tượng thành trụ hoại dị của thế giới. Và một cái nữa, trong quá trình đó mình thấy các cái thế lực thống trị, các cái giai cấp thống trị, họ bắt đầu họ sử dụng, họ lợi dụng triệt để cái hệ tín ngưỡng này để họ đảm bảo cái sự thống trị của họ. Cho nên nó xuất hiện cái chế độ chủng tính. Chủng tính. Thực chất của chế độ chủng tính là cái gì? Thực chất của chế độ chủng tính đó là chế độ phân biệt đẳng cấp. Sở dĩ tại sao Hitler đã giết mấy triệu người Do Thái, thậm chí là bỏ vô cái hầm, cái lò hơi ngạt, cho chết hai Do Thái là giết. Tại vì Hitler cho rằng là chỉ có cái giống dân Đức là mới giống dân thông minh nhất, là giống dân trị vì cái trái đất này. Do Thái là một cái giống dân mà có khả năng là kèn cửa được với cái giống dân của Đức. Cho nên là phải giết cho hết cái nguồn gốc mầm mống của cái của một cái giống dân mà có thể cạnh tranh được cái giống dân Đức. Thì thật ra Hitler cũng chỉ là đồ đệ hàng ngàn năm sau của những cái quan điểm này, những cái quan điểm chủng tính phân biệt giai cấp này. Chế độ đẳng cấp ở xã hội Ấn Độ còn gọi là chế độ Vatna. Xã hội Ấn Độ phân chia ra giai cấp từ cái thời hồi nãy mình học ấy, Bà La Môn trở về trước nữa, tức là 4-5 ngàn năm nay rồi. Họ chia ra xã hội làm bốn cái giai cấp. Bốn giai cấp. Giai cấp thứ nhất
đó là cái Bà La Môn đó. Giai cấp thứ hai và giai cấp là Sattariya là quý tộc. Rồi cái đẳng cấp thứ ba đó là đẳng cấp Vaisya, và đẳng cấp thứ tư là Sudara. Khi từ cái Phệ Đà giáo ở những 4-5 ngàn năm trước công nguyên nó phát triển, nó thanh lọc trở lại và nó phát triển thành cái Bà La Môn giáo. Và bắt đầu cái Bà La Môn giáo thì là họ coi như là họ chuyên nghiệp hơn nữa, họ chia đẳng cấp ra. Chia ra thực chất của cái việc chia đẳng cấp ra đó là một cái thủ đoạn để mà thống trị, lợi dụng vào cái lòng tin. Bởi vì cái gì thấy cái đất nước Ấn Độ nó minh mông à, bây giờ nó đã chia ra mấy nước rồi mà nó bằng hơn chục lần nước mình à, mà thời đó nó chưa chia ra nữa thì nó còn minh mông cỡ nào à, nói cái ngôn ngữ để nói sao với nhau không là 800 ngôn ngữ, 800 ngôn ngữ, ít nhất là 800 cái bộ tộc khác nhau rồi à, làm sao mà nó thống nhất nhau được à, cho nên nó phải tìm mọi cách à, bằng cách là hướng người ta, cái đầu người ta tới một cái chỗ nào nó chung nhất ở trên này à, để từ cái chung nhất đó nó mới thống trị rồi xuống à, bằng cái tín ngưỡng. Mà khi như vậy rồi thì đâu phải như bây giờ móc điện thoại alo gõ cái rẹt cái internet đây chuyển bên kia đâu à, à, cái giao thông nó đâu có à, thành ra nó phải làm sao để nó trị được, làm sao để nó thống lĩnh được à, thì nó phải gieo vô đầu của người ta à, đại chúng anh đó là chỉ là cái lớp là rơm rác ở dưới này. Còn à, tăng lữ, những cái thầy tu này nè, những cái người trong nhóm tăng lữ là những cái người cấp trên là muôn thuở, và kế đó là quý tộc, những cái đám nhà giàu à, có thể chuyển thành tăng lữ là lãnh đạo, là thống trị à. Còn cái người thiếu dân kia như là anh lính cầm súng, anh nông dân à, là à, người đi buôn bán nhỏ này nữa là à, người nông dân lao động gì đó là dân thường thiếu dân. Còn cái đám nô lệ kia à, đó là cái đám hạ tiện, là muôn đời đời nó phải vậy. Thì họ phải làm sao gieo vô đầu người ta à, giờ, ngày, tháng, năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm cũng làm tiếp vậy để cho nó trở thành cái nhận thức của xã hội nó như vậy. Và có như vậy thì họ mới giữ được cái sự thống trị của họ. Cho nên cái từ cái phát triển là cái thuần khiết, cái thanh lọc ở cái Phệ Đà chuyển lên cái Bà La Môn, rồi tới phát triển lên cái chỗ là chủng tính, là cái phân chia đẳng cấp. Cái gì nãy tôi nói là nó ác, chế độ phân biệt chủng tộc, chế độ nô lệ ở nước Mỹ thế kỷ 17-18, qua bên châu Phi bắt người ra ra chợ đói cẳng để mà chợ đó đá qua đá lại lại lựa mua về à, mua về rồi để là cái đó là của mình, nướng cái con số bằng sắt đóng vô cái đầu đó, lấy cái dấu đó à, đi đâu chỗ nào trốn nào bắt à, đó là nô lệ của cái dòng họ này đem về đây à, không ai được sử dụng nữa. Vợ nó còn giữ, tôi nói cái gì á, tôi đến ngay cái chỗ đó tôi coi ở South Carolina, nó gần cái chỗ là Alaska, tức là phía đông nam của nước Mỹ. Tức là nước Mỹ cái bờ đông nó từ trên là Boston rồi là New York rồi đi dọc dọc xuống dưới là chỗ DC rồi xuống North Carolina, South Carolina rồi Florida dưới này đó. Cái nước Mỹ này. Dưới bên này nè. Còn mấy này là Cali á, mấy này. Thì từ là Boston nó lên đây rồi là New York đây, DC đây rồi South Carolina, North Carolina đây. Thì cái chú này nè,
nó còn để cái chợ nô lệ để làm một cái bản rất bự của UNESCO, của Liên Quốc, coi như là di tích của nhân loại. Vô đó mình coi, còn mấy cái trụ sắt, mấy cái còng, nó còng cái chân này nè, nó xỏ cây ngang này, mấy cái bộ số để nó đóng đầu ta, còn để cho mình coi. Thế nhưng nó cũng chỉ tồn tại có mấy trăm năm. Kết thúc cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ năm 1864, về mặt lý thuyết nó cũng chấm dứt cái cuộc là cái chế độ nô lệ ở trên cái trái đất này. Trên thực tế thì nó vẫn còn dai dẳng kéo dài, phân biệt chủng tộc người da trắng da đen này kia nọ, nhưng mà về mặt pháp lý, nhưng mà cái vác na này nó vô đầu của người ta bao nhiêu ngàn năm nay và cho tới bây giờ vẫn còn. Thử hỏi coi cái ác của nó cỡ nào. Thì người ta phân chia Bà La Môn thì gồm những người da trắng và tất cả những người thầy tu tăng lữ, những người được quyền chủ trì tế lễ các cái thánh lễ, nghi thức lễ, phải là người Bà La Môn. Họ là chúa tể, họ có cái địa vị cao nhất trong xã hội và mọi người phải chấp nhận cái điều đó. Đẳng cấp thứ hai, Satariya, đây là các cái tầng lớp quý tộc. Đây là các tầng lớp quý tộc, những cái người ở trong hoàng tộc, những cái người là vương công trong hoàng tộc, những cái văn nhân, những thi sĩ, những cái người tài ba trong xã hội, những cái người mà có thể làm vua trong bộ máy cai trị, đó là tầng lớp quý tộc. Tầng lớp quý tộc thì đây là cái tầng lớp mà kế cận với cái tầng lớp là tăng lữ, và những người này có thể được chuyển thành cái tầng lớp tăng lữ nếu mà họ xuất gia, họ đi tu. Quý vị nhớ cho nha, Bà La Môn không phải ai đi tu cũng được nha. Anh ở tầng lớp thứ dân, ở tầng lớp là dân đinh ở dưới, là anh muốn tu cũng không được nha. Chứ không phải như mình thất tình như cô Lan rồi là vô chùa nha. Rồi, cái đẳng cấp thứ ba là Vaisya, thì đây gồm đa số, tuyệt đại bộ phận là thợ thủ công, nông dân, thương nhân, binh lính. Đẳng cấp thứ nhất và đẳng cấp thứ gì, họ cho rằng đây là cái lực lượng phục vụ cung phụng cho cái đẳng cấp Brahma và cái đẳng cấp Kshatriya, tức là cho cái quý tộc và tăng lữ. Đẳng cấp này đẳng cấp để mà bảo vệ, cung phụng, phục vụ. Và cái đẳng cấp thứ tư, Sudariya, thì họ coi như là đây là những cái người nô lệ, kẻ tôi tớ. Những cái người mà đẳng cấp thứ nhất, đẳng cấp thứ nhì có thể sử dụng là muốn giết, muốn bán, muốn làm cái gì cũng được. Tức là những người không còn có cái quyền công dân gì đi, theo cái khái niệm như bây giờ. Đây là ai? Ai trong nhóm này? Những người trong nhóm này là những cái người ở các cái bộ tộc, bộ lạc, các cái vùng mà ở không thuộc cái tôn giáo này của họ. Những người ở các cái làng, ở các cái vùng mà họ làm những cái nghề như là nghề thấp kém trong xã hội, nô tỳ, nô lệ, những người không đất không ruộng đi làm thuê làm mướn, những người sống lang thang, những người du mục, vân vân. Và không phải dừng lại ở đó, không phải dừng lại ở đó, họ đã, vì nó quá nhiều năm, thậm chí nó hàng ngàn năm, nhiều ngàn năm, họ đã chuyển những cái khái niệm đó thành những cái quy phạm đạo đức trong xã hội. Tôi nói thí dụ vậy các vị, mình thấy mình đây nè, nói chuyện nó hơi ngoài đời chút ha.
luật pháp mình cấm trong cái quan hệ, à, tức là quan hệ nam nữ bất chính, khi mà người này có gia đình, có vợ, có chồng mà ăn ở người khác như vợ chồng, coi như vi phạm luật một vợ một chồng. À, nếu vậy thì bị tù, bị phạt. Rồi, nhưng mà luật pháp mình không cấm, à, nam nữ gặp nhau, gặp nhau ngoài đường, ôm nhau, hôn ngoài đường, không có ai cấm. Nhưng mà đạo đức trong cái văn hóa mình, người ta không chịu chuyện đó. Anh có quyền yêu thương, hôn ôm, hôn nhau gì đó của người nam nữ, nhưng mà ở những cái nơi kín đáo, những cái nơi riêng tư của anh, chứ nơi công cộng thì không có. Mình lớn lên trong cái nền văn hóa đó. Hồi đó lần đầu tiên năm 9 mấy tôi đi ra nước ngoài, tôi đứng sắp hàng trong cái chỗ, mấy cái chỗ mà đi vô lên sân bay á, thấy mấy người Tây đậm đứng nhau trước mặt mình, quay lại ôm hôn nhau, mình thấy mình mắc cỡ, mình phải quay chỗ khác. Nhưng cái đó nó bình thường, riết mình đi mình thấy cái chuyện nó bình thường. Nhưng mà cái đạo đức ở Việt Nam thì nó không được. Nó đã thành một cái khái niệm đạo đức trong cái nhận thức của mọi người, thì cái chỗ này người ta đã đưa nó vô thành một cái khái niệm đạo đức trong xã hội, tức là những cái ranh giới rất là khắt khe giữa các cái đẳng cấp đó. Mình nói một cách đơn giản thôi chứ còn nó chi tiết lắm. Giữa đẳng cấp 1, đẳng cấp 2 nó khác nhau làm sao? 1 có thể lên 2 được không? 2 có thể trở lại 1 không? Nhưng mà giữa 3 có thể lên 2 không? 3 thì không bao giờ lên 2. Còn thằng 4 thì không bao giờ được lên 3. Tất nhiên là không bao giờ được dói lên tới 2, 1 ở trên rồi. Thí dụ như là không lấy nhau, không ngồi chung với nhau, không ăn chung, không học chung. Nếu mà vô ý mà cái người ở cái đẳng cấp 4 mà đụng cái tay của cái người đẳng cấp 1, cấp 2 á, thì cái người kia là phải tắm rửa xà bông rồi cho sạch để nó ô uế. Thậm chí có những chỗ khắc khe nó chặt cái tay của cái người ở cái đẳng cấp 4. Nếu mà người đó cố tình lấy cái tay cái người mà ti tiện thứ dân này mà nắm tay của cái người ở đẳng cấp 1, cấp 2, chặt cái tay người kia. Thậm chí những cái người ở cái nhóm 4 á, tiện dân á, là họ quy định là thí dụ có một cái làng, không được ở trong làng, phải ở ra ngoài cái làng đó. Còn nó gian ác cỡ nào, không được ở trong cái làng, ở ra ngoài cái làng đó luôn. Đọc vô những cái quy định, nếu mà cái này thì để chế độ phân biệt chủng tộc, cái dính vào ở bên trên kia nhiều hơn. Vì đọc cái cuốn mà hãy để ngày ấy lùi tàn á, thấy không? Đọc thấy nó buồn kinh hoàng không? Đó là nó cũng là dáng dấp của cái phân biệt chủng tộc giữa da trắng và da đen, hai anh em. Hãy đọc cái cuốn Thuyền Lá, cũng buồn lắm. Và nó quy định tới cái mức là cái người tiện dân đó trú ngụ ở ngoài một cái vùng riêng ngoài làng, đi trên đường á thì phải cầm cái lọ xanh vậy nè, rồi phải lấy cái tay gõ để cho người khác người ta biết là có cái thằng mà nghèo khổ đang ở đây, đừng có lại gần, đừng có ai lại gần, thấy không? Mà bắt buộc vậy đó, gõ lọ xanh để mọi người biết mà không tiếp xúc họ, không để đụng vô, không để đi gần. Tới cái mức như vậy. Do đó chúng ta thấy, có thể đi tới cái kết luận chỗ này, có thể kết luận cái này: Ấn Độ là một cái nôi văn hóa của nhân loại rất là cổ xưa. Các bạn có thể ghi Ấn Độ là nôi văn hóa của nhân loại rất cổ xưa. Chấm hết. Lịch sử tín ngưỡng tôn giáo của thế giới, nguồn gốc xa xưa nhất cũng xuất phát từ đây, với những hệ tín ngưỡng sơ khai là đa thần. Với những hệ tín ngưỡng sơ khai là đa thần chấm phết. Và cũng từ đây
xuất phát tín ngưỡng đơn thuần, tín ngưỡng độc thần. Và cũng chính từ đây là xuất phát cho tín ngưỡng độc thần. Đơn độc thần là ai thì quý vị biết hết rồi ha. Chấm. Tuy nhiên, sự phát triển các đẳng cấp, tức sự phân chia các đẳng cấp trong hệ tín ngưỡng Ấn Độ giáo có ảnh hưởng tiêu cực rất lớn cho sự bình đẳng của con người kéo dài đến ngày nay. Sự phân chia đẳng cấp đó, nó có ảnh hưởng tiêu cực đến cái sự bình đẳng của con người, mà nó kéo dài cho tới ngày nay. Rồi, bữa trình bày của chúng ta hôm nay tới đây là kết thúc. Mời quý vị tạm nghỉ.